Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết trưa ngày 7 tháng 3 trên đài truyền kỹ số VTC. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tăng cường xuống nước ta, khối không khí lạnh đã suy yếu rất nhanh và di chuyển ra phía đông, tạo điều kiện thuận lợi cho vùng áp thấp nóng ở phía tây phát triển và mở rộng, cho nên nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ cũng nhanh chóng tăng lên. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động của người dân. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm mai, khu vực Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng của rìa đông nam của vùng áp thấp phía Tây. Riêng các tỉnh phía đông Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng kết hợp của khối không khí lạnh lệch đông. Do vậy, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi mang tính chất địa phương nên không ảnh hưởng đến các hoạt động thường nhật. Nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ ở trung du và đồng bằng và từ 17 đến 20 độ là mức nhiệt độ ở vùng núi, vùng núi cao có nơi còn thấp hơn. Trong ngày có nắng và nhiệt độ khá cao với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ 28 đến 31 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi đạt ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt từ 33 cho đến 35 độ. Tuy nhiên, từ khoảng chiều ngày 9 tháng 3, khối không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống sẽ nén và làm đầy vùng áp thấp chi phối thời tiết nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời sẽ chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông, người dân cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh. Nền nhiệt độ có giảm, nhưng mức độ giảm nhiệt không sâu như đợt không khí lạnh vừa qua. Trong ngày mùng 10 tháng 3 nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ ở phía đông và từ 27 cho đến 30 độ ở phía tây bắc bộ. Đối với các tỉnh duyên hải miền Trung, thời tiết cũng phổ biến ít mưa, cường độ nắng gia tăng trong hai ngày tới, kéo theo nền nhiệt độ tăng lên mỗi ngày. Dọc theo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, trở vào cho đến tận Ninh Thuận và Bình Thuận, ban ngày trời có nắng với cường độ nắng khá mạnh vào thời điểm trưa chiều và nhiệt độ thời điểm này phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 34 độ. Thậm chí một số nơi thuộc vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ còn chạm ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ lên trên 35 độ. Sau đó sang ngày mùng 10, cùng với sự khuếch tán xuống phía nam của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trời chuyển nhiều mây và có mưa rông cục bộ. Trong cơn rông, người dân cần đề phòng lốc xét và gió rất mạnh và nhiệt độ giảm đáng kể, tiết trời chuyển mát mẻ. Trong khi đó, các tỉnh thuộc Trung và Nam Trung Bộ trời vẫn còn nắng, nhưng cường độ nắng không mạnh và nhiệt độ cũng giảm khoảng từ 1 cho đến 3 độ, với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Ở phía Nam, vùng cao Tây Nguyên trong 3 ngày tới, trời chủ yếu không mưa, ban ngày có nắng, về đêm và sáng sớm, trời xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 18 cho đến 22 độ và mức nhiệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều là từ 30 cho đến 33 độ. Còn khu vực Nam Bộ vẫn là nơi có nhiệt độ cao nhất trên cả nước với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Ban ngày trời nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ như là Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai, nhiệt độ vẫn có thể vượt mức 35 độ. Tình trạng khô hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn vẫn diễn ra căng thẳng gây ảnh hưởng xấu đến đời sống và sản xuất của người dân. <laughs> Tiếp nối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, hai ngày tới có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Ngày mùng 10 có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía đông nam của khu vực. Nhiệt độ có xu hướng giảm, cao nhất ngày phổ biến từ 27 cho đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày mùng 8 và mùng 9 có mưa vài nơi, ngày nắng. Ngày mùng 10 có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Đông Nam. Nhiệt độ cũng có xu hướng giảm dần đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong hai ngày tới, phổ biến ít mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất ngày là từ 31 cho đến 34 độ, có nơi cao hơn. Ngày mùng 10 trời nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ có xu hướng giảm, giao động từ 25 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 phổ biến ít mưa, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Nên nhiệt độ trong 3 ngày tới không có nhiều biến động, phổ biến từ 30 cho đến 34 độ. Đối với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, 3 ngày tới phổ biến không mưa, ngày nắng, mức nhiệt ban trưa không vượt quá ngưỡng 33 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10, phổ biến không mưa, ngày nắng, nên nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều, giao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Quay trở ra với thủ đô Hà Nội, Hai ngày tới có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Ngày mùng 10 có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa rải rác, gió Đông Nam đến Nam hoạt động ở mức trung bình. Từ khoảng đêm mùng 9 sang ngày mùng 10 tháng 3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam hoạt động ở mức cấp 4 đến cấp 5. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.